Xin chào tất cả các bạn. Tôi quay cái video này để tôi trả lời cái câu hỏi mà hàng ngày rất nhiều các bạn đang muốn tìm hiểu khóa học ấy, hay hỏi là thế sau khóa học thì cô có đồng hành để hỗ trợ chúng em chọn đời không? Đấy, thì với cái câu hỏi này thì mình xin trả lời như thế này. Các em đóng góp một vào đây này, thì cô đang phải trao đi tới ít nhất là 3 lần cái giá trị trong khóa học này. Thế nên là các em mới đạt ở cái trình độ gọi là chuyên sâu như thế. Các em hình dung là đến với cô toàn những người mất gốc với cả những người trái chuyên ngành ấy. Thế mà cô đào tạo cho bây giờ ra đi xin việc. Nói chung là có nhiều em học được có khoảng độ 1/3 chương trình thôi. Các em ấy đi ứng tuyển ở vị trí tổng hợp với mức lương 10 triệu là đỗ luôn rồi. Thế rồi có nhiều em là học xong đi ứng tuyển 4 công ty đỗ cả 4 mà toàn mức lương là 14-15 triệu thôi. Và hiện nay thì cô thấy tất cả các em học viên của cô đi xin việc về ấy, đang đạt ở cái mức lương là trên dưới 15 triệu. Đấy là còn chưa kể những chị mà bị mất gốc lâu năm lắm rồi ấy. Tại vì có nhiều chị đến đây là đầu 7 cơ. Lúc đầu vào học cứ lăn tăn là em già rồi, liệu em có học được không, mấy cả liệu ra thì có cơ hội không ấy. Đấy, thế nhưng mà đến bây giờ rất nhiều chị học xong là bây giờ đi ứng tuyển nha. Ví dụ như chị Thu Hiền đi, chị cũng có khoe về cái mức lương đấy và mình cũng có chụp mình up lên Facebook ấy. Đấy, và chị vẫn chưa học xong đâu. Chị mới học xong cái phần tổng hợp, chưa học xong thuế. Vậy mà chị đi ứng tuyển là đã đỗ ở mức lương 20 triệu rồi. Và sau hết thời gian thử việc, mức lương chính thức của chị là 25 triệu. Đấy, thì các bạn thấy rằng là để mà đạt được ở cái mức lương như thế thì cái trình độ chuyên môn phải rất là cao. Đấy, thì lúc này các em yên tâm rằng là khi mà vào đây cô đào tạo ấy là các em đạt ở một cái trình độ chuyên nghiệp và ra có kinh nghiệm như một kế toán đã đi làm lâu năm lắm rồi. Thế nên là đã có rất nhiều các bạn trái chuyên ngành, trái hoàn toàn luôn ấy, học dân sư phạm ấy, thế mà bây giờ ra lại đi làm cố định ở một công ty xong lại nhận làm kế toán thuế ngoài giờ cho nhiều công ty được cơ. Đấy, thì các em phải hiểu rằng là cái khóa học này nó không đơn giản một chút nào là các em bỏ ra bấy nhiêu tiền mà các em được lĩnh hội cái giá trị như thế đâu. Mà ở đây cô đang cho đi nhiều hơn những gì bọn em đóng góp. Như vậy là chúng ta phải xác định với nhau rằng khi mà kết thúc khóa học là nghĩa vụ và quyền lợi là chúng ta đã có thể hoàn thành với nhau rồi, đúng không? Đấy, thế còn như hiện nay thì học xong thì cô vẫn đang đưa các em vào cái group là để khi mà cô rảnh rỗi, cô viết bài gì bổ ích hay là những cái thông tư cập nhật lên đấy cho các em ấy. Đấy, thế và ngoài ra thì có một cái nhóm chat ở trên Zalo ấy, là để sau khi mà học xong thì cô cho các em vào đấy để các em trao đổi thảo luận với nhau thôi. Còn lúc nào cô rảnh rỗi thì cô vẫn hỗ trợ giải đáp. Thế tuy nhiên là các em phải hiểu rằng sau khi các em ra trường thì cái nghĩa vụ không thuộc về cô nữa nhá. Đây chẳng qua là tình cảm. Thế và trong cái quá trình cô còn làm nghề thì cô hỗ trợ được các em đến đâu thì cô hỗ trợ. Đấy, chứ các em đừng hiểu lầm rằng là đấy là nghĩa vụ của cô. Các em học ở trường đại học đấy, bây giờ mất hàng bao nhiêu tiền, mất hàng bao nhiêu năm như thế, bây giờ nhà trường cũng có cam kết điều gì đâu, có đúng không nào? Đấy, nên các em phải hiểu như thế. Đấy, thế còn trong cái quá trình mà cô còn làm nghề, cô hỗ trợ được đến đâu thì cô hỗ trợ. Còn bây giờ các em còn trẻ tuổi, cô già rồi, các em có thể theo nghề mấy chục năm nữa, còn cô chỉ theo vài năm nữa thôi là cô nghỉ hưu, cô dưỡng già. Thế nên là cô không hứa cái gì thuộc về cái thì tương lai, mà đặc biệt là cô không nói cái gì mà cô không làm được cả. Thế nên là cô chỉ hứa là các em học ở cái khóa học này này, cô sẽ đào tạo cho các em đạt ở cái trình độ gọi là chuyên nghiệp giỏi nghề. Đấy, và sản phẩm của cô ra lúc này là phải 100% làm, đi xin việc làm là phải xin ở vị trí kế toán tổng hợp với mức lương trên dưới 15 triệu. Không một em nào ứng tuyển ở vị trí kế toán viên hay là kế toán nội bộ ở mức lương 10 triệu trở xuống cả. Đấy là cái điều mà cô khẳng định như thế luôn. Thế còn nay mai mà ra các em phát triển, nhận được việc ngoài giờ, thu nhập bao nhiêu, đấy là tùy vào cái tài năng của mỗi người, đúng không? Đấy, còn như hiện nay thì cô chỉ thấy là học viên của cô ra là bây giờ hiện nay là các bạn ấy đang rất là hồ hởi vì xin được việc với mức lương rất là cao, và có nhiều em nói rằng là thật sự mức lương này trước đây em không dám nghĩ tới. Đấy, bởi vì với cái mức lương 15-20 triệu cô nói thật là có nhiều người cử nhân kế toán ra đi làm 10 năm nay chưa đạt đâu các em ạ. Vậy mà bây giờ các em đến với cô là trái chuyên ngành mà đã đạt ở mức lương khởi điểm 15 triệu như thế là cô thấy là đã rất là tuyệt vời rồi. Đấy, thì cô xin giải đáp như vậy để các em rõ nhé.